Phần 4. Huân và Diễm tối hôm ấy lại trở về ngồi trên chiếc ghế đá công viên của thành phố Ban Mê Thuộc. Ngay trên chiếc ghế cũ mà hai người đã ngồi ngày mới quen nhau. Chỉ khác hơn là lần này họ ngồi sát nhau, cùng nhìn về hướng ánh đèn sao chổi sáng lừng từ cái tháp chuông của nhà thờ quân đội ở bên kia đường chiếu ra. Tự nhiên Huân hỏi, em biết nhà thờ đó tên là gì không? Không. Vậy là em thua anh rồi, đó gọi là nhà thờ quân đội. Ừ, anh đi dạo lúc nào mà rành quá vậy? Không đi nhưng mà anh biết. Em biết đằng sau ánh đèn sao chổi đó là gì không? Diễm co ro vì lạnh, áp người thật chặt vào lưng Huân. Không. Huân lại nhớ đến cái sa bàn của Việt Cộng ở trong mật khu Bù Gia Mập. Theo đúng kế hoạch, khu vực này được giao cho Trung đoàn 95B và một đại đội xe tăng. Sau cỡ 5.000 trái pháo, chúng nó sẽ đi diễn hành trên quốc lộ mà vào, làm một mũi dùi chính đánh thẳng vào đây để nuốt gọn bộ tư lệnh sư đoàn. Huân nhăn mặt, là bộ tư lệnh sư đoàn 23 bộ binh. Diễm cười rất vô tư. Tưởng chuyện gì? Anh thì lúc nào cũng hết bộ tư lệnh rồi đến bộ chỉ huy. Ở bên em anh tạm quên mấy thứ đó đi có được không? Huân đốt thuốc lá, lòng xe lại khi nghĩ đến vùng đất hiền hòa này sẽ trở thành một bãi chiến trường đẫm máu nay mai. Chàng thấy thương cho Diễm cũng như cho tất cả những người dân của cái thành phố này. Diễm cầm tay Huân. Quên chuyện đó đi anh ơi, anh viết thư hay lắm, cứ như là văn sĩ ấy. Huân cười. Ở gần một người đẹp như em mà không trở thành văn sĩ thì cũng thật là bất lịch sự và ngu xuẩn. Mà này, nói thật đi, sáng hôm ấy em có khóc không đấy? Có, anh cũng đoán vậy. Rồi Huân đứng lên. Em muốn đi bách bộ một lát không? Ừ, đi thì đi. Hai người đi bên cạnh nhau. Diễm cúi đầu đếm bước. Quàng hai tay qua tay Huân. Huân thọc hai tay vào túi. Cứ ngước mặt lên nhìn cái sao chổi làm bằng mấy trăm cái bóng đèn chạy dài. Từ trên tháp chuông xuống tới cuối công viên Huân rủ. Mình đi bộ qua nhà thờ chơi nha. Ý kiến hay. Vừa băng qua đường, Huân nghe được tiếng tập hát từ trong nhà thờ vọng ra. Cao cung lên, khúc nhạc thiên thần chúa. Huân hỏi, màu quá, tối ngày mốt là Noel rồi nhỉ? Huân dừng bước trước hang đá Đức Mẹ, trước nhà thờ hỏi Diễm. Em biết cầu kinh không? Diễm lắc đầu, không, nhưng mà trông bà ấy đẹp và hiền hậu ghê nhỉ? Em nghĩ mà ai đến cầu bà này điều gì á, chắc bà ấy cũng cho hết đấy, bà hiền quá. Vậy thì em cầu thử đi. Anh phải cầu với em mới được. Ừ, nhưng phải bỏ tay anh ra và đứng nghiêm trang lại. Chắp tay lên ngực như cái ông đang đứng đằng trước em kia kìa. Hai người chắp tay, Diễm lẩm bẩm mấy lời cầu rồi cúi đầu vái mấy cái. Huân cười bảo, đừng có vái người ta cười đó. Ở đây em thấy có ai vái đâu. Diễm vẫn tiếp tục vái mà nói. Ai cười mặc họ. Diễm muốn tỏ lòng tôn kính. Cầu mà không vái thì mất linh đi. Hai người đi dạo một vòng rồi trở về công viên. Huân hỏi, lúc nãy em cầu cái gì vậy? Cầu cho hai đứa mình được nên duyên vợ chồng. Em lo quá. Huân cười, muốn nên duyên vợ chồng thì em phải cầu cho vợ anh nó trúng gió chết. Anh này chỉ nói bậy thôi. Những gì anh nói trong thư có thật không anh? Thật, thật lắm. Còn anh, lúc nãy anh cầu gì vậy? Thì cũng cầu như em, nhưng anh có thêm một lời cầu đặc biệt. Huân bỏ lửng câu nói, đứng lại cầm tay Diễm. Diễm, em nghe cho kỹ đây. Sau Noel, anh muốn em và má dọn hết đồ đạc về Nha Trang, ở tạm một thời gian. Diễm sững sờ, ủa sao vậy anh? Huân kéo Diễm ngồi xuống ghế nói thật chậm, thật rõ ràng và thật tha thiết. Những gì anh sắp nói, em phải thề giữ tuyệt đối bí mật. Mà chuyện gì vậy? Rồi em hứa. Em có biết chuyến đi công tác 20 ngày vừa rồi của anh không? Sao? Anh biết được một chuyện rất quan trọng. Việt Cộng đã đem 4 sư đoàn vào đây để chuẩn bị đánh Ban Mê Thuộc. Một cái tin động trời như vậy, cái tin làm cho cả quân đoàn 2, từ ông tướng Phú xuống đến anh lính hạng bét, mất ăn mất ngủ, mà với Diễm thì chẳng có nghĩa lý gì. Đánh nhau thì hai bên ngày nào là chẳng đánh, sao lại lo sợ vậy nhỉ? Giọng Diễm vẫn tỉnh bơ, chẳng có chút gì hốt hoảng hay là sợ hãi. 4 sư đoàn là nhiều lính không anh? Huân lắc đầu chán nản.
Hình như lúc trời sinh ra đàn bà, ngài quên nhét vào đó một chút óc nhà binh. Huân kiên nhẫn giải thích. Bốn sư đoàn là cỡ vài chục ngàn thằng lính bộ đội, mỗi thằng một cây AK. Khi vào đây rồi, chúng nó sẽ tàn phá, sẽ bắn giết, sẽ cày nát cái thành phố thơ mộng này ra như cám, hoặc là trước Tết hoặc là sau Tết. Diễm tròn mắt. Anh nói thiệt đó hả? À, thế này thì có áp phê rồi. Huân tiếp tục. Chưa bao giờ thật bằng. Em tưởng tượng đi, 20.000 thằng lính vào đây. Mỗi thằng chỉ cần bắn một phát thôi, thì ban Mê Thuộc cũng đủ tan hoang. Đó là chưa nói tới xe tăng, chưa nói tới đại pháo. Vì vậy cho nên lời cầu đặc biệt của anh lúc nãy là cầu cho ban Mê Thuộc, cầu cho thành phố yêu dấu này, cầu cho ông tướng Phú được sáng suốt để đỡ trận này. Nhưng quan trọng nhất là em và mẹ phải đi khỏi nơi đây. Đi liền càng sớm càng tốt. Đang thai nghén như em ở lại đây không tiện chút nào hết. Giọng của Diễm trở nên hơi gay gắt. Nhưng Huân chưa để ý đến. Anh muốn em đi. Nhưng còn chuyện thành hôn của hai đứa mình như anh nói trong thư thì thế nào? Mình không còn thì giờ nữa em à. Nội trong tuần tới em và má phải thu xếp cho xong đồ đạc và dọn đi liền. Nói xong thì Huân đọc ngay được vẻ bất mãn trong đôi mắt của Diễm. Hình như đã có chút nước mắt trong đó rồi. Giọng nàng như cố giấu một nỗi chua xót trong lòng. Em thì sao cũng được. Nhưng mà má em chắc không có chịu đi đâu. Huân nắm tay Diễm. Em phải bắt má đi. Diễm hất tay Huân ra, quay nhìn đi nơi khác để che giấu một giọt nước mắt. Má em cũng cứng đầu lắm. Huân lại nắm tay Diễm. Diễm lại hất tay chàng ra, rồi quay lại nhìn Huân, hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Anh Huân, nếu anh đổi ý, không muốn cưới Diễm nữa thì cũng được. Anh cần gì phải bày vẽ ba sư đoàn với bốn sư đoàn Việt Cộng làm gì? Chẳng thà anh nói thật đi. Diễm thông cảm anh, Diễm tha thứ cho anh. Dù sao, Diễm cũng chỉ là người đến sau. Diễm biết thân phận mình, Diễm không có quyền. Huân tròn cặp mắt lại. Diễm, em nói cái gì vậy? Diễm nghẹn ngào vừa nói vừa khóc. Diễm nói anh muốn cưới Diễm thì cưới, còn không thì cứ việc đi đi. Không ai giữ anh đâu, làm gì phải đem Việt Cộng vào đây mà dọa nhau. Rồi nàng đứng dậy bỏ đi mau như chạy. Huân bước mau theo và thấy cổ họng mình muốn tắc nghẹn. Trời cao có mắt về đây chứng giám cho thằng Huân này. Huân bắt kịp Diễm. Níu lấy tay nàng, Diễm lại hất ra. Nước mắt tiếp tục chảy đầm đìa trên mặt nàng. Huân khổ sở. Diễm, em phải hiểu. Anh thương em nhất trên đời này. Tôi không có cần. Anh về với vợ anh đi. Anh đi đi. Và đừng bao giờ trở lại đây gặp tôi nữa. Con tôi sẽ nuôi được. Nếu tôi đẻ con gái, tôi sẽ cấm nó tuyệt đối. Không được quen với lính. Không được yêu lính. Nhất là thứ lính lôi hổ. Con quạ bạc tình bạc nghĩa như anh. Diễm, anh năn nỉ em. Em nghĩ lại. Lòng anh em biết mà. Tôi không cần thứ lòng đó. Anh bảo anh đi công tác 20 ngày. Anh về Sài Gòn với vợ anh 20 ngày chứ đi công tác gì? Anh sợ trách nhiệm, sợ nuôi con. Muốn dứt tình thì cứ nói. Việc gì phải đem Việt Cộng vào tận Ban Mê Thuộc để dọa mẹ con tôi? Huân thấy trời đất quay cuồng chung quanh mình. Chàng đứng sững người lại, làm như nếu bước thêm một bước nữa thì sẽ nhào xuống liền tức thì. Rồi đột nhiên chàng nổi giận. 20 ngày công tác đói rét nguy hiểm trong rừng. Một trái tim rướm máu vì tình yêu, một tuổi thơ đầy dẫy bi kịch và chưa hề được yêu, được sống như một người, bỗng bùng dậy trong lòng người đại úy lôi hổ trẻ tuổi. Huân chạy theo, nắm lấy tay Diễm kéo lại thật mạnh. Diễm mất đà, khựng người lại. Cả cánh tay đau nhói lên vì bị cú kéo ngược bất ngờ quá đau. Nàng kêu lên một tiếng kêu đau đớn, loạng choạng mất thăng bằng. Huân đỡ được nàng ngã vào lòng mình. Chàng giữ chặt lấy Diễm. Nhìn những giọt nước mắt trên mặt Diễm, lòng Huân lại mềm ra. Diễm dùng hết sức để xô Huân ra và đay nghén. Anh cứ việc giết tôi đi. Sao anh không giết tôi đi? Anh giết người quen rồi. Anh cứ việc giết tôi đi. Rồi Diễm khóc lên nức nở. Huân ghì chặt lấy Diễm lắp bắp. Không. Diễm. Anh yêu em. Anh yêu em. Em đừng nói thế. Anh yêu em. Anh xin lỗi. Diễm toàn đầy nghiến nữa, nhưng bỗng im bặt khi nhìn thấy những giọt nước mắt long lanh trong mắt và trên má chàng. Nàng ngạc nhiên lắm, không ngờ ông đại úy dày dạn phong xương này cũng khóc được.
Huân ôm lấy Diễm, tha thiết nói như một người trong tận cùng của sự thống khổ. Diễm, anh yêu em. Anh yêu em nhiều lắm. Anh xin lỗi. Diễm không trả lời, luồn tay vào tóc Huân, kéo đầu chàng xuống, đặt lên đôi mắt u buồn ướt lệ ấy một cái hôn. Nàng biết, biết từ lâu rằng Huân yêu mình thật. Tướng Phú ngừng nói. Phòng họp bộ tham mưu quân đoàn im lặng như tờ. Ông nhìn cả phòng họp một lúc rồi tiếp tục. Như vậy, tất cả những thắc mắc của tôi đã được giải đáp thỏa đáng và câu trả lời đã trở nên rõ ràng như ban ngày. Chúng nó sẽ đánh Ban Mê Thuộc. Đến đó tướng Phú ngừng nói và bỗng bật lên một cơn ho sụ sụ. Lát sau, tướng Phú lại hỏi khi dứt cơn ho. Có ai thắc mắc gì hay có điểm gì không đồng ý với tôi không? Không có tiếng trả lời. Bây giờ tôi có thể an tâm để dồn hết sức lực chuẩn bị cho chiến trường Ban Mê Thuộc. Tôi muốn phòng 3 trình cho tôi một kế hoạch phòng thủ toàn diện thành phố Ban Mê Thuộc trong vòng 24 giờ đồng hồ. Kế hoạch các anh em làm phải trả lời và đi sâu những chi tiết sau đây cho tôi. Thứ nhất, mình có cách nào để ngăn chặn cuộc tổng tấn công điên cuồng này trước khi nó bắt đầu hay không? Hãy nghĩ đến lực lượng và những ưu điểm mà mình có trong tay, hoặc bằng không quân, hoặc bằng bộ binh, hoặc bằng pháo binh vân vân. Hoặc giả, mình có thể kiếm một cái vùng giao tranh nào khác ngoài Ban Mê Thuộc để ép chúng nó nhận làm chiến trường không? Thứ hai, nếu không ngăn chặn được, mình phải bố trí lực lượng như thế nào để chuẩn bị đón đánh và tiêu diệt được 4 sư đoàn bộ, 2 trung đoàn địa phương, 1 trung đoàn pháo, 1 trung đoàn cao xạ nặng, 1 trung đoàn xe tăng và 1 tiểu đoàn đặc công của chúng. Anh em chớ quên một yếu tố quan trọng là bây giờ lá bài nằm trong tay mình. Mình đã biết đâu là điểm, đâu là diện. Yếu tố bất ngờ đã mất. Chúng nó đưa vào bao nhiêu thì mình sẽ nướng hết bấy nhiêu. Thứ ba, tôi sẽ xin tăng viện từ Sài Gòn. Anh em nghiên cứu cho tôi mình bao nhiêu lực lượng. Theo tôi nghĩ, mình phải được tăng cường ít nhất là 4 lữ đoàn dù hoặc là thủy quân lục chiến đang nằm nghỉ mát ở miền Trung. Các lực lượng trừ bị tinh nhuệ này hoặc sẽ làm búa tấn công chúng nó trước hoặc sẽ làm đe để chặn đường rút của chúng. Về không quân, tôi sẽ xin tăng cường 2 phi đoàn trực thăng và 2 phi đoàn khu trục. Tướng Nhân lo chỗ ăn ở cho 4 phi đoàn này và trình cho tôi một kế hoạch để sử dụng những lực lượng tăng phái này. Thứ tư, quan trọng nhất, Việt Cộng đã biết đánh nghi binh suốt mấy tháng qua để dụ mình, thì mình cứ để cho nó dụ. Đại tá Long công binh cho tăng cường xây thật nhiều công sự phòng thủ ở Công Tum. Và anh Tài, anh cho 2 liên đoàn biệt động của anh cứ tiếp tục hành quân lục soát dữ dội ở phía Bắc Đắc Tô, để cho chúng nó tưởng rằng nó dụ được mình. Tất cả các lực lượng đang hành quân lục soát ở phía Nam Ban Mê Thuộc của sư đoàn 23 cho rút về hết để chờ lệnh mới. Thứ năm, trong vòng một tuần lễ, các tiểu đoàn địa phương quân của các tiểu khu Pleiku, Bình Định, Ninh Thuận và Bình Thuận sẽ trở thành lực lượng chính để bảo vệ lãnh thổ mình. Tôi sẽ đưa tất cả quân số của 2 sư đoàn 22 và 23 và các liên đoàn biệt động quân lên Ban Mê Thuộc để chuẩn bị cho trận đánh sắp tới. Thứ sáu, anh Vân cho bí mật thiết lập một bộ chỉ huy tiền phương của quân đoàn tại thành phố Ban Mê Thuộc cho tôi. Chính tôi sẽ về đó để chỉ huy trận này. Tướng Phú dừng lại ở đây một chút, rồi ông tiếp tục mắt long lên. Mình sẽ thiết lập một lò thịt sống để chờ chúng nó. Mất 20 năm, nhưng cuối cùng tôi vẫn trả thù được trận Điện Biên Phủ. Ngồi xen lẫn với khoảng chừng 30 ông tá và 4 ông tướng ở phía dưới, mặt mũi Đại tá Phùng cùng Trung tá Khiếu trở nên rạng rỡ. Riêng Đại tá Phùng, trong đầu ông vừa nảy ra một ý nghĩ táo bạo khác. Khi lập kế hoạch, ông sẽ đề nghị tướng Phú cho Lôi Hổ nhảy xuống phía sau, khu tập trung quân, để hướng dẫn phi cơ oanh kích. Chỉ có Lôi Hổ bám sát chúng nó thì mới oanh kích chính xác được. Và không phải oanh kích ngay bây giờ, mà chờ cho đến khi chúng nó sắp sửa tấn công. Khi chúng nó tập trung quân số lại mới làm. Một trái bom thả ở giờ phút này có giá trị bằng 10 trái bom lúc bình thường. Buổi họp hôm ấy chấm dứt vào lúc 7 giờ chiều ngày 24 tháng 12 năm 74. Sau buổi họp là buổi dạ tiệc và khiêu vũ Giáng sinh do quân đoàn 2 khoản đãi.
Tất cả mọi người, từ ông tướng phú cho đến ông đại úy quận trưởng, ai nấy đều hả hê vui vẻ. Riêng tướng phú thì khỏi nói, ông không ở lâu trong một nơi ngộp khói thuốc được. Nhưng chưa bao giờ có ai nhìn thấy ông vui vẻ như vậy, kể từ lúc về nắm quân đoàn 2. Trước khi ra về, ông đến vỗ vai đại tá Phùng. Tòa hay lắm, mòa cảm ơn tòa rất nhiều. Thưa thiếu tướng, tôi chỉ làm bổn phận thôi. Xong trận này á, thì công của tòa nhiều nhất đấy. À, đại úy Huân, mòa định móc thiếu tá cho nó. Tòa nghĩ thế nào? Trình thiếu tướng, tôi cũng tính đề nghị với thiếu tướng như vậy. Nếu thiếu tướng móc thiếu tá cho đại úy Huân, đề nghị thiếu tướng cho mỗi người trong toán lên một cấp luôn. Coi như xong, mòa sẽ nhớ chuyện này, thôi ở lại chơi vui vẻ. Chúc mừng Giáng sinh. Vâng, chúc mừng Giáng sinh ông tướng của tôi. Đại tá Phùng đứng nghiêm chào, tướng phú cùng người sĩ quan tùy viên bước ra khỏi phòng. Cây gậy chỉ huy trong tay ông ta đánh lên đánh xuống một cách trẻ trung và vui vẻ. Sau chuyến công tác thành công, Huân được thưởng một tuần phép vào dịp lễ Giáng sinh. Trước khi chia tay lên đường đi Pleiku họp với tướng phú, đại tá Phùng gọi Huân vào văn phòng chúc mừng. Vẻ mặt ông hân hoan phấn khởi. Tướng phú đã đồng ý với tụi mình rồi. Như vậy là ban Mê Thuộc sẽ giữ được. Công của anh trong vụ này sẽ không nhỏ. Huân cũng không giấu được vẻ vui sướng trên nét mặt. Đó là công chung của chiến đoàn chứ đâu phải riêng gì tôi đại tá. Nhưng nếu trời còn thương nước mình thì ban Mê Thuộc sẽ vững như bàn thạch. Đại tá Phùng chợt nhìn Huân đăm đăm. Làm gì mà Huân không nhận ra được ánh mắt này? Chàng cười. Đại tá sắp có công tác mới cho tôi hả? Anh đeo đại úy mấy năm rồi? Hơn một năm, nhưng thực thụ thì mới có 6 tháng. Đại tá muốn thay lon cho tôi hả? Anh dám đeo lon thiếu tá không? Tôi nhát lắm, nhưng mà nếu có ai gắn cho mình thì cũng làm gan đeo thử. Hai người bật cười lên, đại tá Phùng lại tiến tới tấm bản đồ, chỉ vào khu Bù Gia Mập. Đi phép về, anh cùng với đại úy Tú, trưởng ban 3 chiến đoàn, soạn cho tôi một kế hoạch nhảy liên tục, bám thật sát vào chúng nó. Nếu biết được vị trí đóng quân chính xác, không quân có thể tiêu diệt gọn một nửa lực lượng của chúng trước khi chúng bắn được một phát súng. Phần còn lại để dành cho bộ binh mình. Ông tướng Phú đang nấu sẵn một cái chảo nước sôi lớn để chờ chúng nó vào. Mình sẽ luộc sống không còn một mạng. Huân gật đầu phấn khởi. Coi như xong đại tá, nghề của bọn tôi mà. Tốt, bây giờ anh về nghỉ Noel cho vui vẻ. Có lẽ tôi sẽ bị kẹt khoảng một tuần ở Pleiku để thiết lập kế hoạch phòng thủ ban Mê Thuộc. Khi anh hết phép trở về, chắc tôi cũng về tới. Vào văn phòng gặp tôi để nhận chỉ thị liền. Mình không có nhiều thì giờ. Huân gật gù cái đầu. Anh ráng lợi dụng kỳ phép này để dưỡng sức, vì khi trở lại chúng mình sẽ có rất nhiều việc để làm. Cho đến khi nào dập xong tụi nó, mình ngủ chưa có nhắm mắt được. Tôi hiểu đại tá. Đại tá Phùng lờ luôn cái vụ thay lon và Huân cũng chẳng muốn nhắc đến. Không phải Huân chê cái bông mai bạc, nhưng đầu óc chàng lúc ấy đang bị xâm chiếm bởi một chuyện quan trọng hơn. Làm thế nào để bám sát chúng nó và chỉ điểm chính xác cho không quân tiêu diệt. Tiêu diệt trước khi chúng mò được tới ban Mê Thuộc. Một tuần lễ phép nhân ngày Giáng sinh trôi qua êm ả, Huân và Diễm sống với nhau những ngày thật đầm ấm hạnh phúc. Cuối cùng thì chàng cũng thuyết phục được Diễm rời khỏi ban Mê Thuộc sau lễ Giáng sinh để tránh cuộc binh đao sắp sửa xảy ra. Diễm chịu đi nhưng mẹ nàng nhất định ở lại. Diễm có nhiều bạn bè ở Nha Trang nên việc tị nạn cũng coi như một cuộc nghỉ mát nhỏ. Sáng hôm hết phép, Huân lái xe Jeep vào trại. Diễm ở nhà lo sắp xếp và dọn dẹp đồ đạc. Hai người sẽ sống với nhau một đêm cuối cùng trước khi Huân đưa Diễm lên trực thăng về Nha Trang. Buổi sáng, Diễm về ở nhà với mẹ nàng. Mẹ đưa cho Diễm mấy lượng vàng để phòng thân. Buổi chiều, Diễm về nhà tiếp tục lo thu dọn đồ đạc. 3 giờ chiều, Diễm vừa nhét xong bức hình của Huân vào vali thì có tiếng xe thắng gấp ngoài cửa. Diễm ngạc nhiên nhìn ra và thấy Huân cùng một người sĩ quan lôi hổ khác từ trên xe bước xuống. Nhìn hai người, Diễm ngạc nhiên đến độ sợ hãi vì nàng chưa bao giờ thấy Huân hung dữ như vậy. Cả người bạn chàng cũng vậy, mắt chàng ngầu đỏ, tóc tai rối bù. Như thường lệ, Diễm đứng trên gác nhìn xuống, mỉm cười và vẫy tay chào. Nhưng Huân nhìn thấy mà không thèm đáp lễ. Diễm mơ hồ đoán ra rằng người yêu mình
đang bị một chuyện gì bực mình lắm. Lúc hai người xuống xe bước vào thì có con mèo đen phóng lên chiếc xe Jeep ngồi. Con mèo này vẫn đến như thường lệ, nhưng không hiểu sao hôm nay Huân lại thấy ngứa mắt. Chàng nhìn thấy thì liền đứng lại chửi thề bảo, đủ mẹ cái giống mèo đen này thật là xúi quẩy, không bắn mày thì để làm gì. Huân quay lui, nhanh như cắt, một tay chàng chụp cổ con mèo, đưa lên cao, tay kia móc cây côn 45 trong bụng ra, kê vào giữa hai con mắt xanh lè của con vật, bóp cò oanh một phát. Máu óc và sọ con mèo đen bay tuốt lên cao, rồi rớt lả tả xuống đường. Từ trên lầu, Diễm rú lên một tiếng thảm thiết. Hai ba người hàng xóm nghe tiếng súng nổ, bung cửa chạy ra. Một trong những người đó là một gã cảnh sát, mặt mày coi khó chịu thấy rõ. Gã đang mặc áo thun liền quay trở vào, khoác chiếc áo cảnh sát vào, rồi hùng hổ xông ra, tay chỉ miệng nói. Anh đại úy kia, sao lại nổ súng bừa bãi thế? Anh tưởng đây là đâu? Tôi phải gọi quân cảnh mới được. Người bạn của Huân rít lên một tiếng, toan xông tới, nhưng Huân làm dấu cản hắn lại. Chàng xoay người đưa mắt nhìn người cảnh sát. Cái nhìn của một ông đại úy lôi hổ, một tay còn cầm con mèo đen máu nhỏ từng giọt, tay kia còn thủ cây côn 45, quả có thần lực đặc biệt. Chỉ một cái nhìn đơn giản vậy thôi mà gã cảnh sát đã mất hết hồn vía, mặt mày tái mét. Dưới cặp mắt thất thần của gã, chàng lù lù tiến tới phía gã, chẳng nói chẳng rằng. Gã cảnh sát lúc ấy mới biết mình vừa hơi quá lời, đưa cặp mắt tuyệt vọng nhìn Huân như chờ đợi hình phạt sắp đổ xuống đầu mình. Cũng chẳng thèm nói năng, Huân nhét con mèo đẫm máu vào tay gã ta rồi đứng yên nhìn. Gã kia sợ quá, không nói năng gì được, mặt méo đi thảm hại. Huân đưa nguyên cái bàn tay còn dính đầy máu mèo, chùi vào ngực gã, rồi quẹt mấy cái lên mặt. Tập ăn thịt mèo cho quen đi là vừa. Mai mốt Việt Cộng nó vào đây thì cả thành phố này phải ăn thịt mèo. Rồi Huân quay gót, nhét cây súng vào bụng mình, bình thản tới chỗ robinet rửa tay. Huân mở cửa phòng bước vào. Diễm Đức nhìn sững Huân và không biết phải nói gì. Từ ngày quen nhau nàng chưa bao giờ nhìn thấy Huân hung dữ như vậy. Nhưng nhìn ánh mắt ngầu đỏ đầy uất hận của hai người sĩ quan trẻ, Diễm biết họ vừa gặp phải một chuyện gì, rất bực mình hay là đau đớn. Huân chỉ nhìn Diễm chứ không cười, không chạy tới hôn nàng như mọi lần. Đây là Tú, bạn anh. Xin chào chị. Dạ không dám, chào anh. Rồi hai người ngồi xuống bàn. Đại úy Tú lấy chai mặc ten cầm theo ra, mở nắp. Huân lật ngửa hai cái ly. Hai người lính trẻ uống rượu trong im lặng. Bốn con mắt ngầu đỏ bắn ra những tia lửa tuyệt vọng và uất hận. Hết ly này đến ly khác, không ai nói với ai một lời nào. Diễm ngồi nhìn hai người một lúc, đứng lên bảo, để em đi mua khô mực, rồi bỏ xuống nhà. Huân không thèm nói năng gì. Nàng xin lỗi người cảnh sát lúc nãy, rồi ra đầu hẻm mua mấy con khô, một ít nước đá. Lúc Diễm trở về thì chai rượu đã gần cạn. Diễm nướng mấy con khô mực. Tự nhiên mắt nàng ứa lệ. Nàng đưa vạt áo lên chùi nước mắt, rồi bảo khói quá. Diễm lấy cán dao, đập mấy con khô rồi bỏ vào đĩa để trên bàn. Lúc ấy Huân mới chịu mở miệng nhìn nàng. Em ngồi đây, anh có chuyện muốn nói. Nhà chỉ có hai cái ghế, Diễm đành ngồi trên giường. Ngày mai em đi hả? Vâng. Em có quen ai ở Sài Gòn không? Có, bên nội, sao anh hỏi vậy? Huân thở dài. Anh nghĩ em về Nha Trang rồi phải tìm đường về Sài Gòn luôn. Diễm hốt hoảng. Sao vậy anh? Huân lắc đầu nói như khóc. Ông tướng Phú hủy bỏ kế hoạch phòng thủ Ban Mê Thuộc rồi. Vậy là xong. Thành phố này sẽ chìm trong cơn đại hồng thủy của máu lửa và bom đạn. Ban Mê Thuộc sẽ chẳng bao giờ còn như xưa nữa. Nhưng tại sao lại hủy bỏ? Hủy bỏ hồi nào? Huân lắc đầu tính không nói, nhưng không hiểu sao lại trả lời. Hai ngày sau Noel, một phái đoàn của Dinh Độc Lập gồm báo chí và chuyên viên tình báo Mỹ của DOA lên Pleiku thăm ông Phú. Nhà báo Phạm Xuân Ẩn, cố vấn đặc biệt của Tổng thống và các thiên tài tình báo Mỹ thuyết phục được tướng Phú là Việt Cộng sẽ không đánh Ban Mê Thuộc mà đánh Pleiku. Rồi Huân lại lắc đầu, nâng ly rượu lên uống cạn. Tú rót thêm rượu vào ly. Diễm còn muốn hỏi nữa nhưng hình như Huân không còn muốn nhắc đến chuyện ấy nữa, chàng bảo. Em phải về Sài Gòn. Nếu mẹ không đi thì em về một mình. Đây là cái địa chỉ nhà anh, em nhớ lấy.
Diễm đứng dậy tới sát bên Huân. Còn anh thì sao? Nếu trời còn thương, mình sẽ gặp nhau. Diễm gào lên đau đớn. Anh nói vậy nghĩa là sao? Đừng bắt anh nói gì nữa Diễm ạ. Anh cũng chẳng hứa hẹn được gì. Đừng quên một điều quan trọng là anh là một người lính. Anh còn có bổn phận của anh. Diễm thẫn thờ, đứng nghệt mặt ra. Hạnh phúc mới vừa đó mà đã bay vút đi. Huân đưa tay nắm tay Diễm, vuốt ve gò bàn tay, cúi đầu xuống. Giọng chàng thật mềm mại và thật ấm. Anh chỉ nói được một điều trong lúc này là anh yêu em. Anh sẽ yêu em mãi mãi. Kể từ khi quen nhau, Diễm chưa bao giờ thấy mình thật gần Huân mà lại thật xa Huân như lúc này. Nàng mơ hồ mường tượng ra rằng chia tay lần này chắc sẽ không còn bao giờ gặp nhau nữa. Diễm nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay Huân, gạt nước mắt rồi bỏ ra ngoài ban công, đứng nhìn xuống đường. Huân nhìn theo, cặp mắt như ngây dại. Chàng lắc đầu, nghĩ thầm rằng trời sinh mình ra để bị đàn bà làm khổ và làm khổ đàn bà. Ai gặp mình rồi cũng khổ cả, dù có tình yêu hay là không. Huân quay mặt lại, mồi lửa một điếu thuốc nói với Tú. Thôi uống đi mày, phần số nước mình nó như vậy rồi. Có lo lắng cũng chẳng làm được gì, bọn mình phải chuẩn bị để chết. Nhưng dù có chết đi nữa, thì mình cũng tự an ủi được một điều là mình đã làm hết bổn phận mình. Xuống dưới suối vàng, thằng nào lạng quạng mình đã thấy mẹ. Nụ cười nở nhạt trên môi Tú rồi tắt đi ngay. Chàng nâng ly nhưng lại bỏ xuống, cất giọng buồn buồn hỏi. Mày nhớ bọn thằng Thành, thằng Sú không? Nhớ, chết trận An Lộc. Sao mày hỏi vậy? Không ngờ rằng rốt cuộc, tụi nó chết trước mà lại sướng hơn mình. Chúng nó còn được thiên hạ lập mộ chí và được nhân dân miền Nam nhớ đến hai câu thơ An Lộc địa sử ghi chiến tích, biệt kích dù vị quốc vong thân. Riêng bọn mình, sau trận Ban Mê Thuộc này thì chỉ mong mỗi đứa có được một nấm mộ cho đỡ tủi thân mà thôi. Nhằm nhò gì mày, chết là hết, hôi uống đi mày. Túy ngọa xa trường quân mặc tiếu, cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi. Các bạn vừa nghe xong truyện ngắn Chiếc áo phong sương tình anh nặng của tác giả Trường Sơn Lê Xuân Nhị. Bài viết rất hay phải không các bạn? Bài này của anh Trường Sơn Lê Xuân Nhị Thiên Hoàng đọc lâu lắm rồi. Hôm nay Thiên Hoàng mới quyết định đưa bài này vào trong chương trình và đọc cho các bạn nghe. Thiên Hoàng gửi lời cảm ơn anh Trường Sơn Lê Xuân Nhị. Hầu như bài nào của anh viết cũng hay cả. Mỗi một bài có một tính cách khác nhau, nhưng mà bài nào cũng có cái hay riêng của nó. Và bây giờ thì Thiên Hoàng xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết khác.